buồn chuyện tiền. Năm một năm đầy biến động khiến lòng không thể nào mà tiến công. Nguyên một năm ta lo đi kiếm đồng tiền, xong ta khiến lòng phiền. Cuối năm rồi ăn ngủ cũng không nguyên. Không có như ngày thường mà ta phải thay áo mới. Tiền lương là phải lì xì. Khi con cháu tới đường xá thì tấp nập người qua đã kẻ lại. Tết tới là thấy tiền tủ chứ đâu có thấy kẻ lại. Ủa? Vậy mắc gì ta? Hi, anh Ali, mình muốn booking á. Sao? Vô thẳng vấn đề. Hi, anh Ali lần thứ hai nha. Trời ơi, đúng là Việt Kiều có khác. Thơm phức nhất à. Chưa tới Tết, mà bán mai sớm quá. Vô thẳng vấn đề. Đúng là anh Ali có khác. Thôi, giỡn nhiêu đó đủ rồi. Ghẹo con gái chút xíu thôi. Tại biết sao không? Anh thấy dòng día của hai đứa mình á, nó hạp nhau dữ lắm. Cãi nhau có mấy câu trên mạng à, mà gần 30.000 người coi. Trời em nghĩ đi, 30.000 người coi. Người ta coi là coi drama của một người hot. Chứ ai mà coi mấy thằng bóc phốt câu view. Lêu lêu. Lêu lêu. Yeah, I'm fine. I'm okay. Cantana. Tăng 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 tăng. Anh giỡn. Chứ nghĩ sao mà anh giỡn em được. Trời ơi, một người dễ thương, xinh đẹp duyên dáng như em, làm sao mà giỡn được chứ. Em, collab với anh đi. Collab đi. Tính ra da mặt anh nó làm được 80 vị con tấm bì luôn á. Không bé ơi, bây giờ bé mà chịu collab với anh đi, không những có cơm tấm bì mà còn có nguyên một combo luôn đó. Wow. Đâu? Nói cho anh đang nghe chót gì nè. Phải rồi đúng không? Giờ vậy, đầu tiên á, anh sẽ dắt em đi gặp Thục Hiền. Xong sau đó mình sẽ bá mặt một lời. Trời ơi, lúc này á là lượt người xem tới đỉnh điểm. Xong cái bất ngờ nghe, anh trở mặt, anh xuống nước, anh xin lỗi em. Trời ơi, nhưng mà em ra cho anh một điều kiện nha. Trong thời gian xin lỗi đó, anh phải chứng tỏ cái sự ăn năn hối cải của mình. Thì lúc đó mình tương tác với nhau nhiều quá mà, cái mình phát sinh tình cảm. Trời ơi, sau đó là hàng loạt clip content về couple ra đời. Trời ơi em ơi, lúc đó kênh của hai đứa mình mặc sức mà bào kiếm tiền. Bào không kịp thở luôn á. Khoái rồi đúng không? Không. Ủa alo. Cho hỏi cái là động lực nào để anh bước chân tới con đường này vậy? Anh đừng làm content nữa. Anh đề cử anh vô bộ trưởng bộ lạc quan đi. Chịn chó. Chịn chó. Chịn chó. Ủa em sao vậy em hả? Em uống não hả? Trời ơi, một cái kế hoạch nó quá tuyệt vời như vậy mà em từ chối làm sao vậy anh Ali? Anh không hiểu luôn á. Em thấy không, trên mạng đó bao nhiêu đứa nó đâu có yêu nhau gì đâu, mà nó vẫn làm content couple đó thôi. Từ người thường trở thành người thương, xong trở thành người có sức ảnh hưởng. Với lại anh với em đâu phải là bá dơ đâu. Anh với em đều có nền tảng mà. Bây giờ tụi mình sáp lại là bá luôn đó em ơi. Bá mà. Anh bá cho tôi anh nút mà. Ê tự ái nha. Anh không hiểu sao cái mặt anh nó uy tín vậy nè. Mà gặp anh á, ai cũng nói anh là kiểu như là bú phe người này người kia. Buồn á. Buồn hả? Ừ. Trời. Ủa gì chứ làm sao? Em thấy ai mà đang hot hot á, anh cũng nhào vô hết trơn á đó. Ủa anh nghĩ như vậy á, đã thành nghệ sĩ hả? Anh lâu lâu anh có mời nghệ sĩ qua nhà livestream mỗi đêm thôi chứ anh có làm gì đâu. Ủa chứ em không phải vậy hả? Em cũng muốn được trở thành người nổi tiếng, được người ta công nhận như một celeb đó thôi. Bậy à, khúc này anh bậy rồi. Người nổi tiếng với nghệ sĩ khác nhau nha. Mình phải biết mình là ai chứ. Thôi đi em ơi, con cáo bị đặt dê nho chua, tới khi không có phải mua tốn tiền. Đời đâu có trả cá xê đâu, diễn chi cho nó mệt. Sống như anh nè, đơn giản, sống thiệt lên, nó khỏe.
Ok. Sống thẳng nói thật nè. Ok. Không làm. Bye. 진짜? 아, 자. Ủa mấy cái hình này mà đăng lên ha. Ôi. Rồi cái này mình đặt cái cáp gì cho nó hợp ta? Annale Booking Iculi. Để mà công kích tạo drama trên mạng xã hội. Ê, chấn động nha. Giới trẻ bây giờ nó manh động lắm. Mấy cái tin gì dễ gì nó bỏ qua. Sao? Collab đi. Collab đi anh xóa. Collab đi. Thôi giờ cho em 3 giây để suy nghĩ ha. 3. Má. Anh, bây giờ anh muốn lên bài làm sao? Cái bạn này là admin bên bay á. Admin mới hả? Dạ. Trai gái cưng? Em gái. Gái hả? Dạ. Người chắc nụ quá vậy. Dạ anh chào anh Hải. Hải gì má? Anh Hải đó. Hải gì? Anh Hải chằn đó. Cắt dây chằn mày giờ à. Ờ hai mà anh Hải chết rồi ha. Ê mà giống anh Hải nha. Nó nói gì vậy? À ý nó nói là Hải chằn ở trong phim Thạch Thanh Lý Thanh đó anh. Em bớt coi phim lại đi gái. Anh là Ecoli. Ecoli. Bali. Bali hả? Bali. Ủa? Rồi sao kêu làm cho ngôi sao nổi tiếng dữ lắm mà làm hại tao giảm giá quá trời luôn á. Rồi có làm không? Dạ có chứ. Làm để mà kiếm tiền ăn Tết. Em có tiền ha. Em về để em lì xì cho ba mẹ em nè. Cái mua quà cho mấy đứa cháu em nữa. Trời nó đã. Thì giờ như vậy, anh muốn là con Anna Lê đó, nó dụ dỗ anh là Ecoli đó, tạo ra ma ở trên mạng. Bây giờ anh muốn em lên một cái bài, nó ngắn gọn, nó xúc tích, nó vừa sang nhưng mà phải hổn. Ok không? Dạ được, chắc nghề của em mà. Vậy thì bây giờ Anna Lê Lê Thê Lết Hết, tranh thủ trước Tết Lết gặp Ecoli. Mấy cái này mày lẹ lắm. Làm nghị luận xã hội hả gái? Anh nói là cái tựa nó ngắn gọn, nó xúc tích thôi. Lại đi. Ngắn gọn xúc tích hả? Ừ. Vậy thì... Ê! Cô Ly! Ừ. Bẩn. Mày đang chửi tao luôn đó. Anh bút em để chửi con nhỏ Anna Lê em ơi. Vậy thì bây giờ em có một cái tip. Ê! Cô Ly bị Anna Lê dụ làm content bẩn. Ê, được nha. He, dính bẫy rồi he. Trời ơi, hẹn ta ra đây dụ người ta xong giờ có tiền cái đầu mua chuột rồi mà dắt mũi vô lượng á. Phải phải. Bắt tại chậm nha. Anh bút em á gái. Anh trả lương cho em đó gái. Có khùng không? Chửi là chửi con nhỏ kia. Quên. Giờ em làm liền. Vậy bây giờ nó nghe nè, tranh thủ chuyển tiền cho tôi đi. Cái đầu tôi về tôi đăng bài liền luôn. Vậy nha. Lên Facebook nhỏ này ở đâu vậy? Dạ trong mấy cái nhóm mà cắt tin diễn viên miền Nam á. 300.000 ngày phải không? Dạ. Lần này thôi nha. Anh ơi anh, thủy quân ra trận. Mấy cái trang khác lên bài rồi kìa. Phải vậy chứ. Anna Lê, bớt chảnh chẹ với anh đi cưng. Lần này anh cho cưng chết chìm. Nhưng 10 điểm không có nhưng. Có nhưng. Không có nhưng. Chìm rồi anh ơi. Chìm rồi. Cái gì? Chìm rồi hả? Ê, con nhỏ này hay nha. Thường người ta lên clip á, là cả ngày sau mới viral. Con nhỏ này mới lên thôi mà con Anna Lê chìm rồi hả? Không phải, mình chìm á. Bà Anna Lê lên clip đến chính rồi nè. Ủa thì sao? Bình thường mà. Nhưng mà người ta tin bả. Má nó xui. Ra đường không coi ngày mà gặp Hà Bá gì đâu không mà. Ủa tên thiệt của bả là Hà hả anh? Hà là tên má mày đó. Ủa má em tên Cúc mà. Cúc. Ủa nói gì cũng bị đuổi nữa hả? Kỳ trời. Đầu tiên á, anh sẽ dắt em đi gặp Thục Hiền. Xong sau đó mình sẽ bá mặt một lời. Trời ơi lúc này á là lượt người xem tới đỉnh điểm. Xong cái bất ngờ nha, anh trở mặt, anh xuống nước. Mọi người thấy bẩn không?
Dụ mình collab mình không chịu, xong đi bài vu khống mình tạo dựng drama bữa giờ. Hèn, chị không ngờ em là con người vậy luôn đó Phúc Báo. Em thích scandal lắm đúng không? Thích bị chúng chửi lắm hả? Nhắm làm người đàng hoàng nữa thì làm, còn không thì qua làm như nó đi, chứ dẹo cũng cứ đường đó. À, em á, giờ nãy giờ em đang coi phim, tới cũng hề người gây cấn lắm. Em nói biết đâu chị nói gì chị nói lại em nghe. Gì vậy? Ê, Bạc Chịu đó. Bạc tai không sợ, ở đó mà lo Bạc Chịu. Nhưng mà chị phải nghe em giải thích đã. Khỏi. Giờ chị muốn làm sao? Chị muốn em nói chị nghe lý do vì sao em sẽ đáp cái cuộc gặp đó. Tại giải thích đó mẹ. Hồi nãy con hỏi mẹ, mẹ ơi cho con giải thích nha. Khỏi. Sao bây giờ kêu em giải thích? Làm sao vậy? Cái vấn đề là em đâu có biết cái thằng đó nó bút đâu. Tại vì lúc nó bút nó đổi tên chứ bộ. Em mà biết hả em không có nhận đâu. Ai biểu không chịu đi điều tra? Phim Tết này phim Conan mà điều tra. Có em á là thành phim cô hồn rồi. Ê gì mình đổi qua mình chiếu Gầm đi. Gầm này sẽ giới thiệu bộ phim Mắt Gì Rầm. Ê chị hay chiếu Du Lan đi chị. Sao em cho ba má em coi báo hiếu ba má em luôn. Ba mẹ chị gọi. Dạ con nghe. Na à, có nhớ mẹ không? Nhớ à, đang làm gì đây? Có, chết đẻ ra mày. Trời đất ơi. Gì vậy? Ủa rồi ai đẻ ra nó? Tôi. Ừ, vậy bà là con gì? Ừ, đừng hỏi vậy. Tôi đang bị liễu mà. Liễu gì kỳ cục, con đụng cái liễu, đụng cái liễu. Chó đẻ ra mày. Nữa à. Để yên tôi nói chuyện với con. Sao con? Ừ. Ờ, làm việc bận rộn quá con, rồi chừng nào về? Dạ là sao ba? Ủa? Ừ đó coi. Nhỏ lo làm quá rồi quên ngày tháng luôn hả con? Sắp Tết tới nơi rồi còn gì? Dạ không phải. Thấy không cần thiết á. Cho nên là... Trời ơi cái gì không cần thiết. Con nói vậy mà con nghe được hả con? Cái chuyện mà Tết nhất về thăm cha mẹ mà con nói không cần thiết. Vậy ai đẻ con ra con chui tự đâu ra? Hả? Mày đầu đường xói chợ hả? Thôi đừng nói vậy. Nói vậy rồi ta tưởng tôi bà đẻ nó ra liền ngoài đường không nuôi đó. Ông mới nói đó. Chánh miệng ông nói á. Con về ha, nói con nghe. Cái tên của con á, hồi đó lúc mà ba mẹ đẻ con ra đặt tên cho con là có ý nghĩa hết. Tên là gì nè? Lê Thị Trái nè. Sao tự nhiên có chữ trái không trọng nữa? Tại chắc tôi lộn rồi. Rồi Lê Thị Na. À. Làm sao ba loại trái cây ghép vô cho nhau đúng không? À mà nhắc tới trái cây ta liên tưởng tới cái gì? Mâm ngũ quả. Ai hỏi bà? Ông mới hỏi đó. Hỏi con mà. À ừ đúng đó con. Mâm ngũ quả ha. Nhắc tới mâm ngũ quả, người ta nói tới ngày gì? Ngày Tết. Nữa hả? Tôi liệu. Đó, tức là đặt cái tên này cho con á là muốn cuộc đời của con nó vui như ngày Tết. Đó, vậy mà tại sao? Con không vui con. Đâu có vui mà ba. Ủa vui hả? Vui mà sao cả triệu năm rồi con không về thăm ba mẹ? Gì triệu dữ vậy? Nói cho nó quan trọng chút vậy thôi. Ừ. Phải về mới là vui hả ba? Với lại á, Tết người ta trả tiền nhiều lắm. Bây giờ con về quê á, ba mẹ có trả tiền cho con không? Trời đất ơi, bây giờ nó đòi tiền tôi với ông nữa. Nó kêu mày về thăm tao với lại ba mày, tự nhiên mày đòi tiền là sao hả? Ê, trời đất ơi, để tôi nói chuyện với con. Tôi nói để tôi. Để tôi. Tôi nói để rồi. Rồi xong luôn. Rớt mẹ cái điện thoại bể luôn rồi. Khỏi nói luôn đi. Coi như nãy giờ không có nói gì hết trơn. Bực mình quá. Gì nữa vậy trời. Mắc gì Tết không biết nữa. Kỳ cục kia không? Bà nói kiểu đó giống như là muốn con mình nó đi luôn hay sao vậy đó. Cho đi luôn đi. Ừ, nó chưa có đi đâu, mà cái điện thoại tôi đi trước rồi kìa. Tệ ông. Bỏ luôn. Còn với cái. Chị, em mấy Tết này chị đâu có chớp đâu, sao không về quê ăn Tết đi. Em nhiều chuyện quá à. Liên quan gì tới em? Liên quan sao không liên quan? Mắc gì? Chị phải được nghỉ, em mới được nghỉ chứ. Muốn nghỉ hả? Muốn nghỉ. Trời, em nghỉ luôn giùm chị bây giờ cũng được nữa, chị cảm ơn. Ờ, khủng quá. Điên khùng, điên khùng. Muốn nghỉ. Khùng. Đúng nhà này không mày? Dạ đúng. Em tìm hiểu kỹ lắm anh. Trước khi vô cái nhà này là phải đi cầu á. Gì? Vô đây là bị đau bụng hả? Cũng có, cái cầu nhỏ này nè. Đây nè. Ê! Ê! Ấy! Ấy!
Anh ơi, không ấy mình kiếm người khác đi anh. Sao vậy? Chứ hình như chị này bị điếc. Không, cái ngữ này vậy đó, mày để tao nè. Mày đi! Hả? Gì đó? Ủa, đi đâu mới về đó? Mới đi chùa về. Ôi trời, quan hệ. À, Di Đà Phật. Cảm ơn, cảm ơn. Thấy chưa? Cố tình giả điếc để tạo điểm nhấn thôi. Chứ nó thính như quỷ á. Nè, không có thả thính nha. Tôi có bồ rồi đó. Không dám đâu. Dòng thứ này có nước thả chó ra cắn thôi chứ. Ê, à, không phải giỡn giỡn. Ý nói là cái mặt xinh như cuốn nó muốn bắt về nuôi ghê á. Ấy cho hỏi câu được không? Cái nhà này có phải là của... Thôi đi! Hả? Tôi đi guốc trong bụng mấy người mà. Cái người định hỏi nhà này có phải là của tôi không? Đúng, nó là của tôi đó. Thì sao chứ? Để hàng ngày mấy người qua đây, mấy người chở tôi đi chơi, đi uống cà phê, đi nhảy đầm. Rồi sau đó tôi bệnh thì đút cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống, rồi đưa tôi đi bác sĩ. Lúc đó bác sĩ mới thông báo là đã 3 tháng rồi. Lúc đó mấy người liên tục hỏi tôi, là đây có phải là con của các người không? Tôi giải thích cỡ nào, các người cũng không tin. Tại vì sao chứ? Bởi vì đó chỉ là cái cớ. Cái cớ để mấy người chia tay tôi mà không bị mang tiếng phụ bạc. Đồ tàn nhẫn. Mẹ con tôi sẽ nhảy xuống cái hồ này để rửa sạch nỗi oan của mình. Đừng có cản mà. Nè, sao không cản? Không ai cản luôn má. Không ấy nhảy xuống chết lẹ lẹ để cho hết dai sớm. Dạ bộ cản cái đi. Anh ơi, hình như chị này bị ô giờ thinh kinh á anh. Nó ô giờ thần kinh thì có. Nè, nãy giờ giỡn thôi. Lần đầu gặp mặt giỡn cho vui thôi. Chứ tôi là tôi bình thường. Thôi tôi nói tôi bình thường. Nè, các người làm gì vậy? Nè, các người đừng có thao túng tôi. Đừng bắt tôi ăn mì phút mê, rồi sau đó lấy thần của tôi đem bán cái gì. Thả tôi ra. Nè, muốn được. Thả tôi ra. Nè, tôi không phải là đàn ông. Tôi giả gái gì đam mê mà. Thả tôi ra. Anh ơi, hình như chị này mới là Hải Trần nè anh. Sao mày biết? Tại bà chẳng hài. Tao thấy mày hài hơn bả luôn á. Phải có căng lắm mới thấy được ai đang khóa tay nó đó. Ủa mà tự nhiên anh định hỏi bả gì vậy? Thì tao xác nhận đây có phải nhà anh A Lê hay không nè. Xác nhận gì nữa, nhà này của anh A Lê mà. Em tìm hiểu kỹ lắm rồi. Chắc chưa? Chắc. Lần này mà lộn nữa tao cho mày cút đó. Gì nữa? Ông bỏ lần rồi đó nha, cút rồi tính mẹ em mà. Cái mẹ mày, ai quan tâm? Quan tâm mẹ nó thôi, vô. Ok chưa? Ok đúng không? Check check. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ekuli Gì Cũng Biết. Và ngày hôm nay, một chiếc show rất mới vừa cho ra đời với tên gọi Nhà Ải Nhà Ai. Và trong cái chiếc show này thì Ekuli sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người không gian sống của những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một cái tên rất là quen thuộc mà được giới trẻ quan tâm một cách nồng nhiệt. Đó chính là ai ạ? Chính xác, đó chính là Anna Lê. Một cô nàng tiểu thư nè, giàu có nè, trăm anh thế phiệt. Thì không biết là không gian sống của họ có khác gì với không gian sống của những người thường như chúng ta hay không? Mời mọi người cùng khám phá nha. Yeah. Hơi kỳ ấy, mọi người ha. Ủa, tôi nghĩ á, trăm anh thế phiệt, nhà giàu là người ta ở là biệt thự villa, chứ ai ở nhà cấp 4, cấp 3 vậy ta? Ngộ ha, ủa kỳ ha. Rồi, rồi, ôi. Nhà có trồng nguyên cái cây nhãn này mọi người. Mọi người biết cây nhãn này là tên gì không? Nhãn nhục đó. Giàu mà ở cái nhà này là còn nhục hơn cây nhãn nữa. Ê mà không phải đâu. Chắc là kiểu người giàu người ta đi định cư nước ngoài, xong người ta giữ lại cái nhà tổ, cái nhà gốc á. Ờ, để lâu lâu người ta về nước cái người ta kiểu gợi nhớ lại ký ức ngày xưa. Chắc vậy ha. Chứ ai mà giàu mà ở mấy cái nhà như vậy. Thôi, bây giờ theo chân của Ekuli vào trong thì mọi chuyện sẽ rõ. Let's go. Let's go. Có ai nhà không? Sống phải biết điều, để làm liều không có sợ chết. Vô. Có ai không? Excuse me. Bí bô có trong hào hôn. Ngộ nha mọi người. Như nhà quan chết chủ vậy đó. La nãy giờ mà không có ai ra đón hết trơn á. Trời. Cố hay không cố? Hết hồn à. Ra không nói gì lù lù ra vậy. Kiếm ai à? Kiếm anh A Lê, biết không? Anh A Lê á. Lê nào? Lê hot rần trên mạng hổm rài đó. Tại vì tôi là bạn của anh A Lê ở trên thành phố xuống. Mà đang quay quay phim nè anh.
Quay phim. Thì làm một cái chương trình truyền hình thực tế thăm nhà người nổi tiếng. Thì hôm nay là tới thăm nhà của Anna Lê. Mình là ai? Lùi. Lại, không sao, sao. Lại, rồi, ok, hai, ba. Lùi ra. Mình định nuốt khán giả luôn hả? Mình giữ khoảng cách cho nó đẹp ha. Lại, không cảm. Khó chịu quá. Không gì đâu, khó chịu. Thôi, giới thiệu lại nè, mình gửi lời chào đến quý vị khán giả. Rồi, mình là ai? Tôi là Chí Khang. Tôi nông dân, bán nông sản. Ai mua nông sản liên hệ tôi nghe. Nông dân hả? Ờ. Nông dân dữ chưa? Bán nông sản mà nhìn sang vậy cha. Có tiền cha. Nông dân có tiền. Rồi nhờ Khang ha. Rồi nhờ Khang nói là cái nhà này là của ai hả Khang ha? Nhà Anna Lê. Lê Thị Na. Anna Lê. Lê Thị Na. Lê Thị Na là tên thiệt của Anna Lê hả? Trời ơi, cái tên nghe sang ha. Sang trong ngoặc kép á. Rồi, đây là nhà của Anna Lê. Đúng nhận sai cãi. Chỉ cần gật đầu cái giùm tôi thôi. Nhà của Anna Lê. Rồi thì... Ê, bậy nha. Ê, không phải mọi người ơi. Bé nông dân này hơi nông nổi hay sao á. Giỡn không có vui nha. Ê da, đau. Thiệt. Tôi được biết á, Anna Lê là trăm anh thế Việt. Ba má là Việt Kiều. Người ta có tiền, người ta giàu vậy. Nghĩ sao ở trong cái căn nhà nó tiêu điều như vậy. Ghê. Hôm nay hai lẫy mời Anna Lê tới đây là để thành thật xin lỗi Anna Lê. Mong Anna Lê tha thứ cho lẫy. Sự việc vừa qua thì lẫy thấy lẫy sai, rất là sai. Lẫy ngu nhiều, ngu hoàn toàn ngu. Cho nên ngày hôm nay lẫy mời Anna Lê tới đây là để năn nỉ xin lỗi Anna Lê. Anna Lê tha thứ cho lẫy nha. Chị cũng là chị lớn. Chị thỉnh em qua đây. Chị nói như vậy. Em nói gì nữa. Đừng nói gì hết trơn á. Cười thôi, vui vẻ lên. Cười rồi mọi người. Quê. Cười là quê đúng không? Quê thì mình ôm cái ôm. Chị em mình vui vẻ với nhau là được rồi. Giờ chị em mình nhìn vô máy nè. Mình cười, mình chào khán giả cái đi rồi em xuống like. Giờ mình cười cái. Dạ. Rồi mình ngồi gần. Vô. Cười thôi. Cười sát vô em ơi. Cười không có cần sát vô. Cười bình thường. Ê, tao ra có trò con má rồi vậy? Mẹ ơi, mình phải làm vậy chúng sanh nó nhìn vô, nó nói mình không có diễn, hiểu không? Dễ mà ôm hôn một cái ra tình hữu nghị. Chứ cái con này ngộ quá, khó có gì trời, hôn một cái cơ mà. Rồi giờ làm sao? Hợp đồng tới đâu? Bây giờ cái live stream này tung lên, đơn nổ ầm ầm là chị ký hợp đồng 6 tháng. Mấy đứa, nhanh quăng cái live stream này lên cái fan page quán mình nha. Nhìn hoài luôn. Xin giới thiệu mọi người, đây là Xích Linh Chi đến từ công ty Chân Mộc. Linh Chi thì các bạn biết rồi, rất là tốt về sức khỏe, cũng đến từ quán Co Hai Lẫy. Đây, hôm nay có set quà này. Set quà này bao gồm bánh chưng thanh long, chả giò thanh long, mứt thanh long. Năm sau là năm Giáp Thìn. Giáp Thìn là sao các bạn? Tết con rồng đó. Ăn càng nhiều thanh long, mọi việc càng hanh thông. Hanh thông, hanh thông, hanh thông. Mỗi set chỉ có 699. 699, 699, 699. Bao free ship. Free ship, free ship, free ship. Mời mọi người chốt đơn. Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Cho qua. Mở ra bên trong có gì? Ơi, ra gì vậy? Cái giả đi ra ngoài coi đi. Các bạn, đây. Bánh chưng thanh long. Rồi, mứt tết thanh long. Chả giò thanh long. Nói thiệt các bạn nha, set này mua giờ biếu ba mẹ thì hết bài. Ê nè, nè con. Không, con mẹ. Tôi mà mẹ. Ba nè. Mẹ ra. Ba nè con. Chú cái gì? Con. Bữa nay anh đây gì tổ chức ba mẹ hả? Bữa nay lên tìm con nè, thăm con. Con gái tụi. Em ơi, nói chuyện xong chưa? Chưa. Nói gì lai lại gì? Biết gì? Không có gì, không có gì. Ba mẹ, lát nữa giả bộ là người nước ngoài giùm con nha. Ủa? Đừng có nói gì nhiều hết á. Dạ. Là sao? Đi theo nó. Bất ngờ chưa mọi người? Đây là ba mẹ của Anna. Yeah. Đúng rồi. Tôi mới ở nước ngoài về. Ở nước ngoài không có mấy bộ đồ như vậy cho nên là ba mẹ Anna thích lắm. Yeah. Ok. Yeah. Mọi người thông cảm. Ba mẹ đi mấy chục năm rồi.
quên tiếng Việt. À, được. Gửi lời chào. À, ba mẹ gửi lời chào đến người xem đi ạ. Sorry. Gì vậy? Good night. Good night. Gì vui gì good bye vậy? Cái gì vậy em? Ba mẹ Anna bay tới bay lui nhiều á, bị chết lát cho nên nhiều khi cũng hơi nhớ nhớ quên quên một chút. Thật quá. Ba đâu có bị lát. Có chút. Today no bán, no bán. Bạn thử bạn mẹ luôn. Ba hay quá hả? Sáng bể chuyện của con rồi. Bể cái gì? Ba bể cái điện thoại của ba chưa nói kìa. Điện thoại cùi bắp của ba. Mua lại bao giờ trả được? Hình ảnh của con mà bể là tiêu tan sự nghiệp đó. Bể hình ảnh hả? Con bể khúc nào chứ? Nói gì không hiểu. Thôi ba không còn hiểu đâu. Đừng phá con được rồi. Phá gì? Dạ trời ơi. Hả? Sao liện tôi? Tôi liện nó ai biểu ông Hưng? Mà trúng tôi nè. Ráng chịu. Để con cái nó nói vậy mà nghe được hả? Con cái nuôi khôn lớn rồi bây giờ nói chuyện với ba mẹ mình vậy đó. Thôi. Ông á, không có dạy cứ thôi thôi hoài. Thôi. Thôi cái gì? Con nói đúng mà. Con đã nói là con không có về. Tự nhiên lên đây lôi chi? Thôi. Muốn đánh thì đánh đi nè. Đánh xong á rồi về quê nha. Thôi. Trời đất ơi sao đánh tôi? Sao đưa cái đất vô chơi vậy? Mẹ, con cái gì? Vừa lòng vừa dạ không chưa? Con không muốn đuổi ba mẹ về quê. Chỉ là con không muốn mọi người biết ba mẹ không phải Việt kiều mà còn ở dưới quê nữa. Trong khi con đang xây dựng hình ảnh sang chảnh, giàu có trên mạng. Thôi lỡ rồi. Ba mẹ đợi con đi. Giàu thì con về. Trời đất ơi. Mày nói mày không có đuổi mà những cái lời mày mới nói vừa rồi đó con, nó còn đau hơn mày đuổi ba mẹ mày về nữa đó con. Trời ơi, tôi không có chịu nổi. Thôi. Không có đứa con nào mà ăn nói hỗn láo như vậy á. Nó kêu mình đợi nó kìa. Ông đợi đi, tôi đi về. Thôi mà. Thôi cái gì? Thôi bây giờ đợi tôi chút xíu. Đợi làm cái gì? Tôi vô trong tôi lấy cái giỏ nữa. Có cái giỏ. Ui da, trời đất ơi. Ê, sao chơi trò vô nách tôi bà nội? Trả cái chổi cho nó. Alo, em đâu? Sao để ổng bả vô livestream chị vậy? Chị. Ổng bả là ba mẹ của chị đó chị. Sao chị suốt ngày chị lên mạng xã hội á, chị xây dựng hình ảnh, chị xây dựng thương hiệu cá nhân. Mà chị sống bất nhân bất nghĩa quá. Nói chị nghe nè, cái cây nó mọc mà cái rễ không chắc á cũng không mọc tới đâu đâu. Chị làm người mà chị sống không có cội nguồn á, chị cũng không bao giờ chị ngóc cái đầu lên được nha chị nha. Một cơn gió độc mà thổi qua là chết ngắt. Vậy thì chị tiễn con giáo độc này đi nha. Rồi chí Khang ơi, thì cho mình là Ecoly á, mình hỏi là cái nhà này là của ai hả Khang ha? Nhà này Anna Lê. Lê Thị Na. Lê Thị Na. Lê Thị Na là tên thiệt của Anna Lê hả? Ờ, nghĩ sao vậy? Anh Lê là Trâm Anh Thế Việt, là con của Việt kiều. Nghĩ sao ở cái nhà nó tiêu điều như vậy? Ủa? Vậy mắt gì ta? Mắt gì tết thì tết là đến để chúng ta xuân vầy. Bước đi hết bao nhiêu sầu lo vui xuân này. Công đồng viên mà thêm người tên thì bước công đồng đầy. Được bánh chưng bánh dày kiều mất đem trưng bày. Ba 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 đi ra đi vô. Nghe say xuân từ đây đã đi ô. Ông đâu ca đã ok. Nghe tâm đi ngô ghê bài ca. Bao lần đời ta chưa được ôm cha mình. Vui tết cùng quê, lo tết
khách khứa cứ đến thăm. Tay bắt mặt mừng, chạy suốt 12 tháng nhưng cũng phải tới trạm dừng. Lóng nó kêu còn tiếc nhiều thứ nhưng mà tội bảo là thôi đừng bỏ giờ. Ôi em à, mày cười lên xem nè, tết là phải vui chứ sao lại để buồn rầu đang xen vào. Tiếng buồn vang vang bên cầu, mặt trời đi ngang trên đầu. 2, 3 vô, sáng trang quanh sầu. Nè nè, cái ly này là uống cho tới nha. Không trộm vía, năm nay tổ đại. Cảm ơn cho con nhìn thấy một tương lai bất khổ ải. Con may mắn gặp phải người kêu con có tài. Anh đạo diễn gọi làm nhạc tết cùng em trai Bạc Liêu diễn hài. Khoan chuyển mời, em còn phải nói mấy câu. Em chúc năm thanh người tú ra duyên này lấy nhau. Chúc cô bác anh chị vui vẻ thăm tâm mình không thấy sầu. Bỏ qua chuyện ngày hôm trước mình về cơm nước mình đón năm mới mình chơi cho tới. Chúc cho năm mới đủ đầy con nàng cháu đóng cả nhà vui tươi. Chúc cho đồng đã tiếng cười, cười người hôm trước không sao người cười. Chớp mắt kia là tên.